sáng nay ngày 31 tháng 5, Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 hơn 200 cán bộ là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn viên chức tỉnh và các chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã được tiếp thu một số nội dung chuyên đề về kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn, hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn và quản lý thu chi tài chính công đoàn cơ sở, công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị thêm những kỹ năng kiến thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, cũng tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 công đoàn Việt Nam, đại hội 20 công đoàn Thanh Hóa và nghị quyết đại hội 9 công đoàn viên chức tỉnh.